Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defense, liên quan tới diễn biến của thị trường vũ khí thế giới gần đây, chúng tôi thấy một số dấu hiệu ngày càng rõ ràng cho thấy với việc Nga lún sâu vào cuộc xung đột với Ukraine đã có tác động không nhỏ mang tính lâu dài cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Từ việc họ bị thụt lùi trên thị trường xuất khẩu vũ khí thế giới trong 5 năm trở lại đây tới việc tốc độ bàn giao vũ khí bắt đầu chịu những ảnh hưởng không nhỏ. Khi mà theo thông báo của Ấn Độ ngày 21 tháng 3, việc bàn giao hai trung đoàn tên lửa S-400 cho quốc gia này dự kiến diễn ra vào đầu năm nay có thể sẽ bị trì hoãn tới tận năm 2026. Trước đó, vào năm 2018, Ấn Độ đã đặt mua 4 trung đoàn tên lửa S-400 từ Nga, đến nay mới chỉ có 3 trung đoàn được bàn giao xong xuôi. Trong bối cảnh đó, việc Nga không thể chăm lo nhiều cho thị phần vũ khí thế giới không chỉ đem lại doanh thu lớn cho các nền công nghiệp quốc phòng của phương Tây mà còn giúp cho các nền công nghiệp quốc phòng mới nổi từ Ấn Độ, Trung Quốc tranh thủ hốt các thị phần của Nga trước đây. Ghi nhận chỉ trong tuần này, chúng tôi đã thấy Trung Quốc chốt được ít nhất 2 hợp đồng, tuy là quy mô vừa phải nhưng vấn đề là đều tới từ các khách hàng truyền thống của vũ khí Nga từ trước tới nay. Theo đó, vào ngày 18 tháng 3, tạp chí quốc phòng của Bỉ đăng tải thông tin về việc lực lượng vũ trang Venezuela đã đặt mua từ Trung Quốc mẫu súng chế áp UAV Hunter SHH-100. Không biết hợp đồng được ký kết từ bao giờ, nhưng ghi nhận đến đầu tháng 3, Venezuela đã đưa loại khí tải tác chiến chế áp UAV vào kho vũ khí của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Không gian. SHH-100 do công ty Skyfan Technology của Trung Quốc phát triển, được thiết kế để phát hiện, xác định, định vị, vô hiệu hóa các loại UAV bay trái phép, giải quyết các mối đe dọa ngày càng tăng về an ninh trên không. Hunter SHH-100 được tuyên bố là sở hữu những khả năng độc đáo, có thể phá hủy cùng lúc nhiều loại UAV, nhắm mục tiêu vào hệ thống điều khiển, điều hướng và truyền video của chúng thông qua việc gây nhiễu tín hiệu vô tuyến và điều hướng vệ tinh. Công nghệ này rất quan trọng để đảm bảo an toàn trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm việc bảo vệ sự kiện, bảo vệ VIP và cơ sở hạ tầng. Nhìn bề ngoài, trông Hunter SHH-100 trông như là một loại vũ khí tương lai rất thời thượng. Dù vậy, nó có kích thước rất gọn, chỉ nặng 6,5 cân, dài không quá 0,77m, có khả năng hoạt động 8 tiếng trong chế độ phát hiện và 1 tiếng trong chế độ gây nhiễu chủ động. Khả năng phát hiện của Hunter đạt 2.000m với phạm vi phủ sóng toàn dải có thể tùy chỉnh, trong khi phạm vi gây nhiễu lên tới 3.000m, vô hiệu hóa tín hiệu điều khiển chuyến bay và truyền hình ảnh. Thiết bị này hỗ trợ tất cả các hệ thống định vị toàn cầu bao gồm GPS, GLONASS, Bắc Đẩu và Galileo, đảm bảo phạm vi phủ sóng toàn diện và thích ứng với tần số tự động. Phần mềm của SHH-100 có thể cập nhật, đảm bảo có thể phù hợp trong bối cảnh các công nghệ UAV phát triển như vũ bão. Việc Venezuela trang bị Skyfan Hunter SHH-100 có thể là một bước nhảy vọt trong việc chống lại các mối đe dọa từ trên không trái phép, nêu bật vai trò của công nghệ trong việc duy trì an ninh quốc gia. Trước khi mua khí tải chế áp UAV, Venezuela cũng là một bạn hàng thường xuyên của Trung Quốc khi mà đã nhập khẩu tới 1.200 chiếc xe tải, số lượng nhỏ xe chiến đấu bộ binh VN-1, một số mẫu súng lục 9x19, đặc biệt là hợp đồng mua 23 chiếc máy bay huấn luyện K-8 và 8 máy bay vận tải hạng trung Y-8. Dẫu vậy, như thế vẫn không là gì so với Nga, đối tác số 1 của Venezuela kể từ khi cố tổng thống Hugo Chavez cầm quyền. Khi mà vào giai đoạn đỉnh cao, Nga đã cung cấp cho Venezuela 92 xe tăng T-72B1, 123 xe chiến đấu bộ binh BMP-3, 114 xe thiết giáp chở quân BTR-80A, 12 tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Buk-M2E, 24 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-125 Petora-2M, 2 tiểu đoàn S-300VM, 12 pháo phản lực BM-30, 24 pháo phản lực BM-21, 48 pháo tự hành 2S-19, 13 cối tự hành 2S-9, 20 trực thăng Mi-17, 9 trực thăng Mi-35, 30.000 khẩu và giấy phép sản xuất súng trường AK-103 cùng 21 tiêm kích Su-30 MK2. Đó là thời oanh liệt của Nga và Venezuela, thế mới nói thương vụ của Trung Quốc không thấm gì so với Nga, tuy nhiên bây giờ thì thả nổi. Không chỉ Venezuela, một khách sộp của vũ khí Nga mới đây đã có một hợp đồng với Trung Quốc, đó là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Algeria, một cường quốc quân sự ở Bắc Phi là nước lớn nhất lục địa châu Phi. Theo một báo cáo hôm 18 tháng 3, căn cứ vào hợp đồng đã ký với công ty trang bị hàng không đa dụng Haiyang có trụ sở tại Bắc Kinh vào năm 2022, Algeria đã tiếp nhận 4 hệ thống UAV chính xác tấn công tầm xa VKG-700. VKG-700 ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm Chu Hải năm 2018, được phân loại là UAV chính xác vũ trang tầm xa, độ cao trung bình, có trọng lượng cất cánh tối đa 3,5 tấn, thời gian hoạt động liên tục 20 tiếng.
Ngoài vai trò chính xác, với 4 điểm trèo, mẫu UAV sử dụng động cơ Turbo Z còn có khả năng tấn công hạng nặng khi có thể trang bị nhiều loại tên lửa hiện đại bao gồm tên lửa chống bức xạ CM-102 có tầm phóng lên tới 100 km và tên lửa hành trình chống hạm kiêm tấn công mặt đất C-701 và C-705KD có tầm bắn lần lượt là 25 và 140 km. Trong vài năm trở lại đây, Algeria đã bắt đầu mở rộng nguồn trang bị sang Trung Quốc sau hàng thập kỷ trung thành với vũ khí Nga Sổ bằng việc mua 54 khẩu pháo tự hành 155mm PRZ-45, số lượng không xác định súng cối kéo xe và súng cối tự hành 120mm SM-4, 70 pháo phản lực đa năng SR-5, 9 hệ thống tên lửa phòng không tầm cao HQ-9B, 3 tàu hộ vệ tên lửa 2.800 tấn, 24 hệ thống UAV tấn công Winglong 2 và 10 hệ thống UAV tấn công cầu vồng. Nhưng như thế chẳng là gì so với giai đoạn thịnh vượng nhất của Nga và Algeria, khi mà nước này đã mua gần 600 xe tăng T-90, 300 phương tiện chiến đấu yểm trợ tăng BMPT-72, 4 trung đoàn tên lửa đạn đạo Iskander-E, 52 pháo phản lực nhiệt áp Ton-1A, 108 tổ hợp Panzer S-1, 48 tiểu đoàn Buk-M2E, 8 trung đoàn S-300, 8 trung đoàn S-400, 64 tiêm kích Su-30MKA và 4 tàu ngầm Kilo-636. Đây là tôi chỉ liệt kê một số điển hình, còn Algeria cũng như Việt Nam ta, 90% vũ khí tới từ Nga Sổ, các nước khác chỉ là hạt cát. Nhưng ghi nhận xu hướng rõ ràng về việc họ ngày càng ký mua nhiều hơn từ Trung Quốc. Ngoài những vấn đề với nền công nghiệp quốc phòng, các xung khắc của Nga với các đồng minh thuộc khối các nước Liên Xô cũ cũng tạo điều kiện cho các nước khác chen chân vào thị trường vũ khí. Điển hình, theo truyền thông Armenia, quốc gia này đã trở thành khách hàng đầu tiên của tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Pinaka do Ấn Độ sản xuất, khi mà mới đây, lô hàng pháo phản lực Pinaka đã chính thức lộ diện trong nhà kho của quân đội Armenia. Từng là một đồng minh lớn của Nga ở thế giới hậu Xô Viết, nhưng những căng thẳng xoay quanh tranh chấp vùng lãnh thổ Nagorno-Karabakh với Azerbaijan đã khiến quan hệ hai nước đổ vỡ hoàn toàn từ cuối năm 2023. Trong cuộc xung đột với nước láng giềng Azerbaijan, Armenia đã thất thế hoàn toàn trên phương diện quân sự, dẫn tới việc phải ký thỏa thuận hòa bình, trong đó nước này phải trả lại 4 vùng lãnh thổ đang kiểm soát ở Nagorno-Karabakh cho Azerbaijan. Nhiều người Armenia đã đổ lỗi cho Moscow vì đã không bảo vệ khu vực này theo các hiệp ước đã ký khi Nga tập trung nguồn lực cho chiến sự Ukraine. Vào ngày 3 tháng 9 năm 2023, trong một cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Nikol Pashinyan tuyên bố rằng việc Armenia chỉ dựa vào Nga để đảm bảo an ninh của mình là một sai lầm chiến lược. Moscow đã không thể thực hiện và đang trong quá trình giảm bớt vai trò của mình ở khu vực Nam Cáucasus rộng lớn và Liên bang Nga không thể đáp ứng nhu cầu an ninh của Armenia. Ví dụ này sẽ chứng minh cho chúng ta thấy rằng sự phụ thuộc vào chỉ một đối tác trong vấn đề an ninh là một sai lầm chiến lược. Trên cơ sở đó, vào đầu năm 2024, Armenia đã đình chỉ hiệp định an ninh với Nga, chuyển hướng tăng cường quan hệ với Mỹ và thế giới phương Tây. Về quân sự, Armenia đang phụ thuộc khá lớn vào nguồn vũ khí từ Nga, cũng như việc bảo trì các trang bị thời Liên Xô. Tuy nhiên, điều này có thể dần thay đổi. Mà thương vụ mua pháo phản lực Pinaka từ Ấn Độ có thể là một trong những sự thể hiện rõ nét đó. Pinaka là hệ thống pháo phản lực phóng loạt do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ phát triển cho lục quân nước này từ cuối thập niên 80. Pinaka được coi là một sự thay thế mẫu pháo phản lực BM-21 Grad trong các nhiệm vụ phòng thủ trên khu vực biên giới hiểm trở với Pakistan và Trung Quốc. Loại pháo này được thiết kế trên khung gầm xe Tata 8x8 bánh với giá phóng được thiết kế theo phương án đa năng hóa, mô đun hóa, cho phép tích hợp các mô đun đạn pháo cỡ 122 và 214 ly. Trong đó, đạn 122 ly đạt tầm bắn tối đa 40 km, có thể triển khai 2 mô đun với 40 ống phóng, còn với đạn 214 ly tối đa 2 mô đun 12 ống phóng, tầm bắn ban đầu chỉ là 37,5 km với phiên bản MK1, sau tăng lên 60 km với phiên bản MK2 và tối đa hiện nay là đạn tự dẫn tăng tầm 75 km. Hiện nay, Ấn Độ đang tiếp tục phát triển hai phiên bản đạn pháo tăng tầm đạt mức 90 và 120 km. Biên chế hệ thống tác chiến thường đi theo cấp khẩu đội, bao gồm 6 xe phóng tự hành, 6 xe tiếp đạn, 3 xe hậu cần, 2 xe chỉ huy, bao gồm 1 xe dự bị với máy tính điều khiển hỏa lực và radar pháo binh. Mỗi khẩu đội khi khai hỏa có thể bao quát lên một diện tích 1 cây số vuông trong vòng 44 giây. Armenia là khách hàng đầu tiên của loại vũ khí này với việc mua 4 khẩu đội, 24 bệ phóng. Nhìn chung, cuộc chiến Nga-Ukraine có thể sẽ tiếp tục kéo tụt vị trí của người Nga trên top các nhà cung cấp vũ khí trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Trong khi đó, vị trí của Ấn Độ và Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục tịnh tiến khi mà nhu cầu hiện đại hóa các lực lượng vũ trang trên thế giới, đặc biệt là với các đối tác của Nga, rất cần thiết, rất khẩn trương, không thể trì hoãn kéo dài.